Rồi, chào các bác nhé. Đây giới thiệu các bác cặp loa Tech X. Mô đen là SB1850 ạ. Loa 3 đường tiếng, chở kháng 8 ohm. Rồi, công suất loa là 90W nhé. Loa 3 đường tiếng, bass 25. Hình thức còn khá đẹp là rin nguyên bản. Và bãi về chưa vệ sinh này chưa làm gì hết bác nhé, có một số vài vết chảy vận chuyển chảy nhẹ và khá đẹp. Có bác về vệ sinh là thì nghe và bày luôn. Đây thì em sẽ ghép với cả cái âm ly Telefunken HR5000 ạ. Nguồn phát thì lấy từ máy tính nhé, nghe nhạc từ YouTube máy tính, xuất qua cổng USB, xuất qua cổng số, qua con cục dàn đèn ông. Em sẽ lấy cái cục này làm DAC. Đây, ở trên nó đã hiện USB này. Và kết nối thì về máy tính thì nó sẽ hiện luôn ở trên máy tính là đây. Burbrow Rapan PCM2702 nhé, chạy con giải mã Burbrow. Nhạc số qua cục tuyến đồng xuất xuống tín hiệu xuống cục dàn Telefunken. Rồi, mời các bác nghe thử nhé, một bài hát của ca sĩ Thu Hương này. We'll be right back.
Cảm ơn các bác theo dõi nha.